chào tất cả mọi người, mình là Trần Đức Lương, hiện đang học tập và tham gia nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm an toàn thông tin, trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là tác giả chính, đại diện cho nhóm tác giả của đề tài mô hình công tác phát hiện tấn công mạng và săn tìm mối đe dọa dựa trên phương pháp học liên kết. Nhóm mình thực sự rất vui khi được chọn là một trong những đề tài tham gia vào vòng chung kết Eurocar năm 2022. Sau đây, hãy cùng mình theo dõi lại quá trình làm việc và nghiên cứu của nhóm trong suốt những tháng vừa qua. Dự án của nhóm mình được thực hiện và triển khai trong suốt 6 tháng vừa qua, bắt đầu từ giai đoạn lên ý tưởng, đến triển khai thực nghiệm và rồi cuối cùng là viết bài thuyết minh hoàn chỉnh. Tất cả đều được nhóm chuẩn bị một cách kỹ càng dưới sự hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn Phan Thế Duy. Thông qua các buổi seminar học thuật hàng tuần, các thành viên trong nhóm liên tục trao đổi về tiến độ đề tài, những khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu, để từ đó đưa ra các giải pháp tiến hành khắc phục. Đã có nhiều lúc mô hình đề xuất rơi vào bế tắc, một số kết quả thực nghiệm không được như mong muốn, nhưng các thành viên trong nhóm vẫn luôn cố gắng giữ nguyên được nhiệt huyết trong suốt cả quá trình dài. Mọi người vẫn luôn làm việc ăn ý, vui vẻ với nhau. Điều này không chỉ nằm ở những ngày nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, mà còn được bồi dưỡng thông qua những buổi giải trí, giao lưu sau những giờ làm căng thẳng. Tất cả đều cùng nhau hướng đến một mục tiêu lớn, đó là chinh phục được giải thưởng Eurocar năm 2022. Thông qua video này, bọn mình muốn truyền tải một thông điệp rằng các bạn trẻ hãy giữ cho mình một ngọn lửa đam mê, làm việc trong mọi lĩnh vực, đặc biệt đối với các bạn có khát khao, mong muốn sáng tạo ra những ý tưởng mới áp dụng vào đời sống, thì hãy đến với nghiên cứu khoa học. Đó sẽ là sân chơi để các bạn tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho bản thân, cho xã hội và cho đất nước.